Lô lô lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả nào mọi người. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ lên cho thằng em Win lên giùm thằng em cái nhẫn kháng hỏi nha mọi người. Thì hiện tại thì tất cả mọi thứ Khải đã chuẩn bị xong. Đó, giấu cái phổ ăn ban cơ huyết thạch với chị. Đây là nhẫn ăn ban hỏi nha mọi người. Nhẫn ban kháng hỏi nha. Và hiện tại thì Khải đã chuẩn bị cho mình được tất cả mọi thứ phôi phổ rồi. Nỗ lực hiệu 1 rồi. Tất cả mọi thứ rồi. Cái này là cái hiền thiết khó tăng sức nỗ lực cấp 6 và phù dung tăng kháng hỏa cấp 6 có 4 trở lên, thì cái này Khải đã chuẩn bị này, hiện thì khó này, phù dung ok. Bây giờ Khải sẽ rút nhiều anh em xem live á thì chắc chắn bảo là sao không rút hiện tinh 1, thì ok Khải rút hiện tinh 1 test cho anh em xem nha. Hiện tại server này không rút được hiện tinh 1 nha mọi người. Đây hiện tinh 1 này, này hiện tinh 3 nha. Đầu tiên Khải sẽ rút cho anh em xem. Nói chung này đợi rút cái phẩm xấu thì cũng đơn giản thôi. Phần xấu thì anh em nếu anh em ép nhiều anh em cũng biết, thì cái này hiện một nha, hiện một nha, hiện một nè, ghê chưa, lấy này. Thì bây giờ phải test hiện tinh một cho anh em xem nha. Rồi bây giờ test hiện tinh một cho anh em xem nha. Hiện tinh một không thử rút được nha, nào. Không bao giờ rút được hiện tinh một, sẽ bỏ nãy nghiệt cái đó nè. Nhiều anh em xem like cứ bảo sao không hút hiện tinh một cho nó rẻ tiền, mà thật sự là sẽ bỏ không rút được hiện tinh một. Đó này, Khải đang test này cho anh em xem. Đó, test hiện tinh một này, đó, ghê chưa. Rồi đó. Thì nếu mà tính theo công thức như thế này á, đó chỉ có bốn phú viên đại này á, auto phẩm chất xấu, ok nha, không được nội trợ. Hiện một nè, đây nội lực nè, hiện một nè, ok chưa, rút thêm ít tiền á, còn 5 vạn sẽ rút cũng đủ, không đủ. Để em cầm cho nó 500 vạn tích auto á, này đưa 500 vạn. Năng lượng ra nó để năng lượng. Rồi, lấy nè. Hiện tại server là không dùng được hiện tinh 1, nhưng mà Khải sẽ test cho anh em xem. Chắc chắn là không dùng được như thế nào. Rồi, lấy nè, hiện tinh 1 này theo ý của anh em đó. Tại vì nhiều anh em xem video em á, bảo sao không dùng hiện tinh 1 đi Khải ơi. Đồ hiện tinh 1 sao không dùng, chứ cứ dùng hiện tinh 3 giờ tốn tiền vậy, mà thực sự không cho dùng. Đây, trải nghiệm cho anh em xuống. Không cho dùng. Đó. Đấy, ghê chưa, hiện 1. Rồi, nếu mà thành công thì phẩm 6 con này nó không cho dùng, nên nó báo lỗi. Báo lỗi. Đó, thấy chưa? Chúng nha, đó đó là câu hỏi của anh em. Rồi ok, bỏ qua bên vấn đề này nha. Rồi đó, thì bây giờ hiện tinh một này chỉ cất đi, khúc cuối thì mới dùng đó. Rồi dạo đầu Khải sẽ lấy mấy cái vật phẩm rút này, lấy hết ra cho nó đỡ chặt rương. Đỡ mà ép cái này thì cho anh em biết thì cái giá trị của server này nó rất là khó nữa. Cục hiện tinh này á là 1,3 kim, quên 1,5 kim là khoảng 100.000. Cục này hiện một là 2 kim là khoảng 150 nha nè. Đó, nội cái nhóm sơ sơ này không đã 150 rồi đấy. Thì anh em có nghĩ ép một cái nhẫn ăn ban tốn bao nhiêu tiền, thì nói chung anh em xem video anh em sẽ biết. Nhóm này là 100, đúng rồi, 200 mấy á. Đó, bao nhiêu ra không, 200 mấy nè. Đó, mà 6 lần như vậy thì mới lên được một cái nhẫn. Nhiều ra là 300 ngàn á. Hiện tinh 3 này, hiện 1 này, ẩn 1 này, hiện 1 là ok chưa. Rồi, phẩm 6 này. Đó, yeah, chỉ dùng được hiện 3 thôi. Rồi thành công nha, phẩm 7 luôn nha. Cái này không sao, nói chung là cứ chân xấu là được. Rồi cứ như vậy rồi Khải làm thôi nè. Được, Khải làm hết rồi, Khải làm video cho anh em xem nha. Đây nè mọi người, Khải rút mấy cục đá là mua hàng rong hả? Ừ, rong đầy mà. Bây giờ Khải rút thêm cái phẩm xấu cuối cùng nữa là đủ rồi nè mọi người. Xong cái cục hiệu 1. Rồi, đang làm video cho anh em xem đó. Chứ không có like. Rồi hiệu 1. Rồi, 5 cục phẩm xấu là đủ nè. 6 này, đủ nha. Rồi tiếp tục sẽ Khải sẽ rút là kháng hỏa ăn 2, kháng hỏa ăn 2. Phù dung thạch tăng kháng hỏa cấp 4. Ok. Giờ Khải sẽ đẩy cái cục này lên cấp 4. Rồi tiếp tục rút nè. Kháng hỏa nè. Tinh 3 nè. Ok anh em ơi, sau khi Khải đã thành phẩm hiện 1 nè. Nó đạt tiêu chuẩn là phẩm 6 nha. Hiện 1 đạt tiêu chuẩn phẩm 6. Đó. Cứ trên 6 là được rồi. Ẩn 2, phù dung thạch, tăng khoáng hỏa. Trên phẩm 4 thì Khải đã có phẩm 5. 5, 6, 5, 6, 6. Ôi, má nó vẫn có tỷ rồi, 6 nhiều quá đấy. Ừ, sẽ gần hỏi mọi. Rồi ok, bây giờ Khải đập số nha nè. Đập số thì nhả mấy cái này ra. 2 bình phục viên, 2 viên thiệt tinh, auto thành công rồi thôi. Đó.
thành công chăm chăm mà đến giai đoạn này là không sợ, là không rung nữa, giai đoạn này chỉ việc lấy số, lấy số làm tiền thôi. Anh nói em nghe, giai đoạn này lấy số làm tiền thôi, đúng rồi, không hợp bằng giai đoạn lúc nãy nữa. Anh có 100% thì mình đâu cần bỏ tính làm chiến. Có chứ, không bỏ ra xịn lúc nào. Má đừng dài đúng dài nắm không xịn nè, còn em không bỏ nó xịn sao, đúng rồi. Chăm ấy thiếu số. 100% nhưng mà mình phải bỏ nguyên liệu giống nguyên liệu sau lên được 100%. Giống hoài em. Không bỏ nguyên liệu sau lên 100% được. Không bỏ nguyên liệu sau lên 100% được. Đừng chơi dài em ơi. Ôi đủ má thất bại, có tiền lợi thất bại rồi, xong rồi. Giả dạ, thì cái nhận hay canh nha. Đó. Ok ok. Ủa má cái này mình 100% tỷ lệ thất bại có nha Nam. Cái này hơi căng nha. Rồi ok. Cái này là em phải tốn thêm dài nha. Má tỷ lệ thất bại một lần mới mảnh đầu tiên thất bại rồi. Giả dạ, tỷ lệ thất bại vẫn có à. Má sư mà đập chưa có tỷ lệ thất bại luôn em ơi. Silver này vẫn rất mạnh Long ơi. Nói cả rồi. Đù má quái đảng nha. Má vả cả nồi luôn nha. Lần đầu tiên mình thấy ép nhẫn mà tỷ lệ rất thất bại luôn nào ơi. Mình cũng bỏ thêm tỷ tính. Không, có. Thành công rồi. Đủ má tỷ lệ thất bại luôn đậu ơi. Để làm thêm một cái rồi nha. Em đi tìm phổ chẳng ơi. Vẫn tỷ lệ thất bại. Phổ như lúc nãy, một cái nỗ lực hiện một. Một. Ừ, phổ đúng rồi. Giờ anh đi làm số hả? Vẫn bị thất bại một món em ơi. Đù, server hồi xưa em đánh chưa server nào rớt cái nhẫn mà đây nhẫn bằng rớt. Quái luôn. À hay thiệt. Dạ tính ra chất lượng cái nhẫn nó lên, nó không đâu rẻ đâu, nó không hợp lý á. Ừ, nó thất bại rồi, không rẻ đâu. Nếu thất bại để anh tăng thêm viên thủy tinh nha, chứ đừng tiếc thủy tinh nha em. Thì là thất bại anh tăng thêm viên thủy tinh đó. Ừ, chứ không tiếc nha. Anh thấy giờ là hơi bị căng ấy, chứ không phải đâu. Ừ, đừng có tiếc, đủ mới thấy đủ mới 100% nhưng mà phải bỏ, chứ không bỏ là ban đấy. Rồi, lên cái hả, chết kèo á. Chứ xưa bên kia đập 2 thì tính là lên auto lên. Rồi, thêm viên thì tin nha em. Đừng có tiếc. Ủa tiếc là xong luôn á. Rồi. Một viên thì tin vậy đó. Đúng rồi. Một cái nào? Phải thử thách mắc hay thấy một viên ba. Mất cả bộ luôn chứ, tin ba gì. Nói chung mất khoảng cái cụm đó khoảng 300.000. Mất cụm đó 300.000. Ừ. Sao một viên thì tin 3, 2 viên thì tin 3 chứ hả? Đập một hợp thôi. 2 viên đúng rồi, 2 viên. Là tiền vẫn có tiền lợi xịt, vẫn có tiền lợi xịt. Ủa 3 viên đó chứ, hút ra 2 cái rồi, 1 viên đặt nó là 3 ấy rồi. Đừng, không có tiếc. Phúc viên này nọ thì tên là đủ hết. Ừ, kẹt rồi. Tính ra server này canh anh em ơi. Chứ không phải như server trước hãy chơi thì 2 thì phúc viên, 2 thì tên là auto lên rồi. Này cái viên đầu tiên nó rớt, đâu đảo liền. À, bên này tỷ lệ canh có không giỡn đâu. Làm vậy nó hút được không? Tỷ lệ canh á, không giỡn đâu. Tình 1. Em đi chuẩn bị mấy cái phôi kia đi, xong làm thêm mảnh 1 lại. Một cái đã hủy rồi. Đúng rồi, cứ như lúc nãy á. Hình tinh thì còn tối nay chắc chắn đủ một món rồi. À, phúc viên quên còn thì tinh không, qua đưa anh mấy viên thì tinh nữa. Rồi ok anh em ơi, sau khi đập xong hết mấy mảnh thì đậu xanh có mỗi mảnh số 1 là xịt bà mẹ. Rồi bây giờ đang đi làm lại cái mảnh số 1 nè. Đủ số mảnh đi gỡ nhẫn thôi, ra nhẫn thôi. Rồi 110 à? Thử luôn gì đâu mà sợ. Ông nội đang ép ra cái bảo nguyên kêu siêu phẩm. Ton. Siêu phẩm 87 là ton rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, ép lại cái mảnh số 1. Rồi trốn rồi. Dì Minh bữa nào anh ép đồ á, dạo dạo anh chỉ nguyên liệu đi ép rồi xong anh donate cho hàng Dì Minh. Chứ đồ một mình. Ví dụ như cẳng gì đó thì em chỉ em đi kiếm. Đúng rồi, đi kiếm. Dạo dạo kiếm anh chắc ít hơn cái ép bộ ăn bàn. Rồi, lên mảnh số 1.
Rồi ok anh em ơi, sau khi đủ nguyên liệu thì bây giờ đẩy vô lên lại mảnh số 1 nha anh em ơi. Lên lại mảnh số 1 nha. Tính ra xịt một cái, trung bình sẽ xịt một lần. Rồi. Ok anh em ơi, sau khi đủ số mảnh này, giờ đi quốc bình bình quốc tủ đài đi ra cái nhẫn cho nó nha. Nhanh gọn, cứ đủ cái hình tin là lên anh em, cái này nó nhanh không. Rồi, kháng hộ hai máy đây. Như hôm trước anh em xem video cách đây 2 năm trước á, cái bột phát kháng hộ 30 nè. Biết lần này được 30 cho anh em không? Rồi nên chờ đợi trung danh đó. Rồi trước khi vô thì hãy cánh quay bình Phúc Duyên cho nó thùm ròn tí. Dạng như Phúc Duyên là đồ ăn đó nè. Rồi bình quốc tủ là bình rượu nè, đó, thấy đúng không? Kích bình rượu đấy. Rồi. Đứng tí. Lấy được gà không? Rồi ok anh em ơi, vô. Quốc tử Thiên Sơn rồi các kiểu nha anh em ơi. Giờ sự chờ đợi mà may mắn này. Ta đủ bộ mạnh không kia muốn nhận không thành. Rồi anh em còn dự đoán số mấy nha. Số mấy số mấy con số nhìn ra, con số nhìn ra ha. Dự đoán số mấy nè. số mấy đây nhận số mấy đây. Rồi khui hàng 28 em thấy rồi. Ồ 26 làm chung rồi mà. Má tính ra làm chung dữ lắm rồi mà. Ngày mai lên thì em nhận khăn băng những ngọc bò này, cứ chuẩn bị hiện tên này lên tiếp. Này là cái đoạn này là hên xui nè, chứ còn cái này không có rớt nữa. 100% lên nè. Ở đâu lái em ơi? À, tưởng là bằng 10 nhưng dũng. Ở đâu? Tương Dương bắn ngựa hả? Đúng rồi. Nó mở trung luyện thì cứ lần trung luyện một kim thôi. Đầu tư tí mở trung luyện hên xui. Đây em ơi, thằng em nó có được gia truyền rồi nè. Giờ lên lần chắc là chậm nhất ngày mai. Đúng hạn chưa? Rồi, nói chung là video này cũng khá thành công, ép cái nhẫn ăn ban nha em ơi. Chi phí cũng tầm 2 triệu hơn chút nha em ơi. Đó. Ok. Rồi anh em nào xem video đừng quên ủng hộ cho Khảo như là Alvin một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Tiếp theo những video tiếp theo họ sẽ làm anh em xem. Đúng hạn. Rồi ok. Quá tuyệt vời. Năm trước thì bột phát 230 nè, này 26 thôi, có sao xài nhiều thì cái đó không thể nào sửa chữa được. Hên xui ạ. À.